Ami trở lại, chương 15, búp bê thiên hà. Tôi bắt đầu tưởng tượng về một thế giới đồ chơi. Tôi đã thấy một thị trấn tương tự như thị trấn của yêu tinh trong phim hoạt hình dành cho trẻ em. Nhiều ngôi nhà có hình những cây nấm nhiều màu, những ngôi nhà khác lại có những hình, lại có hình những quả cầu màu sắc như đồ trang trí Giáng sinh bay lơ lửng trên không, với những ô cửa sổ nhỏ đầy cây cỏ và hoa lá. Tất cả những cư dân mà tôi quan sát đều là trẻ em. Tất cả đều như vậy. Không phải tất cả bọn mình đều là trẻ em, mặc dù bọn mình thích duy trì vẻ ngoài đó. Đó là vì sâu bên trong bọn mình rất vui tươi, trẻ con theo một cách tích cực. Chính vì điều đó, thế giới của bọn mình được gọi là búp bê thiên hà, một nơi dành cho trẻ em. Mình cứ nghĩ rằng các thế giới văn minh sẽ giống nhau theo mọi nghĩa. Tôi nói, dĩ nhiên là không. Điều đó sẽ nhàm chán làm sao. Ngược lại, mỗi thế giới tự phân biệt theo phong cách riêng, tùy thuộc vào khuynh hướng cụ thể của cư dân của nó. Nhìn kia, Vinkat thốt lên. Khi nhìn thấy một chiếc máy bay bay gần đó, nó có hình dạng của một loài trái cây, một quả táo hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Nó đã được trang trí bằng các hình vẽ mặt của những con vật nhỏ, bông hoa, các vì sao và những đám mây. Những chiếc xe của bọn mình để dùng trên hành tinh này chứ không phải để sử dụng bên ngoài, nên chúng được tạo ra theo trí tưởng tượng và mong muốn của bọn mình. Nếu các cầu mà thấy bên trong có những gì, các cầu sẽ thích muốn điên luôn đấy. Tại sao con tàu này lại không như vậy? Bởi vì con tàu được sử dụng trong không gian vũ trụ, phải được thiết kế theo các quy tắc của liên minh để tránh rối loạn thị giác. Ở một số thành phố và đường phố trên thế giới của các cầu, một bản giao hưởng quang học được tạo ra, một bức vẽ bầu trời làm từ kim loại và thủy tinh bên cạnh một nhà thờ thời Trung Cổ, biển quảng cáo, dây cáp, cột điện. Đó là những thứ có thể gây co giật đối với người bị động kinh đấy. Chúng tôi không có thời gian để hỏi cậu ta đang ám chỉ điều gì. Vì ở khoảng cách xa, một con vật khổng lồ màu trắng đang tiến đến. Tương tự như một con gấu bông, nó có kích thước tương đương với một tòa nhà. Ami vừa cười vừa cảnh báo chúng tôi. Đừng lo lắng, ngay cả khi nó ăn thịt chúng ta, nó là một món đồ chơi. Khi con gấu khổng lồ ở trước mặt chúng tôi, nó đã giơ tay lên để bắt tàu của chúng tôi dù không hề chạm vào nó, có thể là thông qua một loài tư tính. Sau đó, nó mở cả miệng hoành tráng và tiếp tục nuốt chửng chúng tôi. Ami bật cười trước sự ngạc nhiên của chúng tôi. Chúng tôi giả vờ rằng chúng tôi đang ở trong một công viên giải trí. Và vì vậy chúng tôi không trở nên sợ hãi khi mọi thứ trở nên tối sầm. Sau đó, ở trong miệng của con gấu bông khổng lồ, một ngọn đèn hồng chiếu sáng phòng chỉ huy. Thay vì ruột, lồng xương sườn hoặc bên trong dạ dày, chúng ta có thể thấy một khung cảnh hấp dẫn, vô số nhân vật như trong truyền thiếu nhi đang trượt giữa những cảnh vật hoàn toàn tuyệt vời. Những khu rừng siêu thực, những lâu đài trông như trong mơ và phong cảnh từ truyền ngụ ngôn. Một cuộc diễn hành của những người nhỏ bé, tươi cười. Tôi không thể xác nhận liệu những sinh vật đó đang sống hay đó là một bộ phim, có thể là búp bê robot chăng. Chúng là những nhân vật trong những câu chuyện cổ của trẻ em. Chúng được quay lại với những người mặc trang phục hóa trang. Bây giờ chúng ta thấy hình chiếu với công nghệ hình ảnh siêu thực tế. Chúng ta bắt đầu đi vào bên trong con búp bê. Sau hơn nữa, mọi thứ đều có màu xanh nhạt đẹp mắt. Bây giờ, những tầm nhìn thậm chí còn tuyệt vời hơn. Giữa các cảnh mà không có bất kỳ hình dạng chính xác nào. Tuyệt vời hơn nữa, những bóng đen và màu sắc thay đổi. Có những sinh vật đang bay lơ lửng xung quanh, có vẻ giống như những nàng tiên, cơ thể của họ trong suốt. Đây là một bộ phim về những sinh vật sống trong các tầng thứ rung động khác nhau, chiều không gian khác. Có những nàng tiên,
người lùn, tiên nữ, tiên sâm, kỳ nhông và vô số những sinh vật khác. Vậy thì những sinh vật này thực sự tồn tại à? Viên ca nói, tất nhiên là họ tồn tại rồi. Cũng có thật như cầu, như mình hay những điều khác vậy. Tôi không còn hỏi bất cứ điều gì khi nào Ami nhắc đến những từ là. Chúng tôi hiểu rằng anh ấy đã nói đùa ngay cả khi không thể chứng minh điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần cuối cùng. Đừng sợ hãi những gì các cậu sắp thấy nhé, Ami nói. Lần này ánh sáng có màu hổ phách, topa tràn ngập bên trong con tàu. Khi nhìn qua cửa sổ, chúng tôi thấy một cuộc diễn hành còn đáng kinh ngạc hơn. Những sinh mệnh có thân là ngọn lửa, đó là ngọn lửa đỏ, tím, vàng, lam, lục và trắng. Họ có hình dạng con người, mặc dù họ không có khuôn mặt xác định. Khuôn mặt của họ hoàn toàn được tạo ra từ lửa, ngoài trừ đôi mắt. Ôi, những đôi mắt ấy thật cuốn hút, xuyên thấu nhưng thật ngọt ngào và mạnh mẽ. Một trong những sinh vật ấy nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Anh ta đến gần tàu của chúng tôi và sau đó thật ngạc nhiên khi anh ta đi qua cửa sổ và vào phòng chỉ huy. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ bùng cháy, rằng một ngọn lửa sẽ bốc cháy trong con tàu. Tôi sợ rằng sinh vật của ngọn lửa đỏ sẽ chạm vào tôi và đốt cháy tôi. Đừng sợ hãi, Ami nói, khi nhìn thấy Vinca đang mở to mắt, chiêm ngưỡng ngọn lửa đang nhảy múa giữa chúng tôi, chiếu sáng bên trong con tàu bằng màu lửa của anh ấy. Tất cả chỉ là một trò chơi, anh ấy nói. Sinh vật màu đỏ rực rời con tàu đi qua cửa sổ, nhưng một sinh vật khác có màu vàng tiếp tục tiến vào lối vào của nó, vào con tàu của chúng tôi. Anh ta thực hiện một điều nhảy ngoan mục. Giả mà các cậu có thể hiểu ngôn ngữ trong chuyển động của nó, các cậu sẽ khám phá ra những chân lý vũ trụ tuyệt vời, Ami giải thích. Khi sinh vật màu vàng rời đi, một sinh vật khác sẽ tiếp tục trình diện. Cứ như vậy, từng người một, tất cả những sinh mệnh rực lửa đó bắt đầu đi qua. Khi sinh vật màu trắng cuối cùng rời đi, một cánh cửa lớn đã mở ra. Chúng tôi thoát ra sau lưng của con gấu khổng lồ. Ami rất vui mừng chờ đợi câu hỏi của chúng tôi. Những sinh vật đó là ai thế? Đó là những cư dân của mặt trời. Nhưng đương nhiên là mọi thứ đều là cuồng phim chiếu lại thôi. Đó không thể là một phim chiếu lại được. Họ tiến vào bên trong con tàu. Ở đây làm gì có tivi? Một tia sáng có thể từ chiếu qua kính cửa sổ. Chúng tôi không hiểu cơ cấu này lắm, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời của Ami. Nếu có ai trong số họ thực sự xâm nhập vào tàu của chúng ta, thì chúng ta đã bị tan chảy, rụt rã ra luôn ấy chứ. Họ có nhiệt độ rất cao. Không chỉ nhiệt độ, họ còn có mức rung động mà chúng ta không thể chịu đựng được. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến nơi mình ở nhé. Con tàu đạt được một vận tốc nhanh không tính toán nổi. Trong vài giây, chúng tôi đã đến gần một trong những vùng cực của hành tinh đó. Mọi thứ hoàn toàn là tuyết. Trời tối dần khi màn đêm buông xuống. Nhà mình ở quanh đây, nhìn kìa. Chúng tôi quan sát một thị trấn nhỏ thực sự mê hoặc. Ngay lập tức, tôi nhớ ra một vật trang trí mà chúng tôi có thể đã có ở nhà. Một quả cầu pha lê chứa đầy nước. Một ngôi nhà nhỏ nằm bên trong nó. Một phong cảnh đồng quê. Khi lật ngược nó, các hạt nhỏ màu trắng mô phỏng bông tuyết sẽ rơi xuống. Bên ngoài con tàu, tầm nhìn cũng tương tự. Tuyết rơi nhiều và lặng lẽ. Những bông tuyết to và mềm. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi tuyết trắng. Cây cối, xương đồi và nhà cửa. Những ngôi nhà này đều có hình cầu. Nhiều ngôi nhà còn không chạm đất. Thay vào đó, chúng lơ lửng ở nhiều khoảng cách khác nhau so với mặt đất. Họ có cửa sổ rộng rãi được chiếu sáng bởi đèn bên trong. Một số cửa sổ trong suốt hoàn toàn.
được làm từ vật liệu tương tự như thủy tinh. Tôi không nhìn thấy bất kỳ tấm rèm nào, nhưng hiểu rằng các cửa sổ có thể bị tối đi hoặc trở lại trong suốt theo lệnh của cư dân. Nói chung, người ta có thể quan sát mọi hoạt động của thị trấn qua cửa sổ. Chúng mình không có thứ gì để phải che giấu cả, Ami mỉm cười nói. Xung quanh đây mọi thứ không giống như đồ chơi cho lắm, Vinca quan sát thấy vậy. Đó là vì lý do phong cách. Chúng mình áp dụng phong cách xây dựng này để phù hợp với đặc điểm địa lý và khí hậu. Các thị trấn mà các cậu đã thấy trước đây nằm trong vùng ấm áp. Trong một khu vực lành như thế này sẽ không hài hòa nếu có một thị trấn nhỏ như nơi cậu đã thấy trước đó. Tôi hỏi liệu cư dân của vùng lành có ít chơi đùa hơn những người ở vùng ấm không? Ở những vùng ấm hơn, mọi người có xu hướng phấn khích hơn. Ở những vùng lành hơn, các trò chơi thường êm dịu hơn một chút. Nhưng mọi thứ trong vũ trụ đều là một trò chơi, Ami giải thích. Mọi thứ theo phong cách riêng, thế giới, thị trấn, các tổ chức và con người. Một số nghiêng về những trò chơi khủng khiếp, như trong những thế giới không văn minh. Những trò chơi này khác xa với trò chơi của Chúa. Một số khác nghiêng về những cách thức cao hơn, gần hơn với hòa bình, vì lợi ích của tất cả, hướng tới tình yêu. Những thứ này gần với tình cảm thực sự của vũ trụ hơn nhiều. Vinca trở nên trầm ngâm. Mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng thường để chơi đùa. Mình tưởng tượng ngài ấy rất nghiêm túc, đầy tình yêu, nhưng đùa giỡn thì không tưởng tượng ra nổi. Cậu nói về trò chơi của thượng đế à? Đấy là trò chơi gì thế? Vũ trụ là sự sáng tạo từ trí tưởng tượng của thượng đế. Nó là một nghệ thuật, một loài khu trò chơi vậy. Các linh hồn đi từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, tìm hiểu các quy tắc của trò chơi cho đến khi họ có thể nắm bắt được ý nghĩa thực sự của nó. Bởi vì cuộc sống chỉ có một bí mật, công thức một tâm hồn đưa cầu trực tiếp đến hạnh phúc. Cứ sự đồng đẳng, tôi nói mà không chụp nhiệt tình, nhớ lại lời của bà ngoại. Ami và Vinca bật cười. Ngay sau đó, người bạn của chúng tôi giải thích, cứ sự tốt có thể là nhiều thứ. Nếu cậu đang đề cập đến việc tuân theo các quy tắc và mệnh lệnh do sợ bị trừng phạt, nó sẽ chẳng đưa các cậu đến hạnh phúc. Nhưng một hình thức cư xử tốt thì có tồn tại đấy. Không nghi ngờ gì, chắc chắn nó sẽ mang đến cho cậu nhiều vận may hơn. Vậy thì nói luôn cho tụi mình biết nội dung đi, Vinca sốt ruột nói. Bí mật duy nhất, công thức hoặc công thức duy nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc là sống trong tình yêu, Ami nói. Và rời khỏi ghế chỉ huy, mình nghĩ cậu đã nói về điều đó rồi. Tất nhiên là mình đã nói rồi, bằng cách này hay cách khác. Mình đã nói về tình yêu, nói đến cả hàng ngàn lần. Tất cả các bậc thầy tâm linh vĩ đại của tất cả các thế giới đều không nói về điều gì khác. Mọi tôn giáo chân chính đều nói đến tình yêu. Và nếu các tôn giáo ấy không nói về tình yêu thì đó không phải là các tôn giáo dựa trên luật cơ bản của vũ trụ. Tình yêu không có gì là mới lạ cả. Tình yêu là điều cổ xưa nhất của vũ trụ. Tuy nhiên, có hàng triệu người nghĩ rằng tình yêu là một tình cảm, một sự yếu đuối hay là sự yếu đuối của con người. Rằng để nói về tình yêu là điều mà những người ngu ngốc hoặc ngây thơ mới làm mà thôi. Rằng phần tốt nhất của con người là trí tuệ hoặc lý thuyết, do trí tuệ hoặc từ bỏ vật chất hoặc bạo lực. Những người đó giống như người đang chết ngạt trong hang đồng mà vẫn chế nhào không khí tinh khôi. Đó là lý do tại sao nói về nhu cầu cần thiết cơ bản của con người đều là đang nói về tình yêu. Tình yêu không bao giờ là đủ. Có những người không bỏ qua tình yêu, nhưng họ không mang nó vào thực tế cuộc sống mình, hoặc mang vào không đủ. Đó là lý do tại sao họ không thể có hạnh phúc.
có làm bao nhiêu để nhắc nhở nhân loại về cả nhu cầu cơ bản của con người, của xã hội, và thậm chí là thế giới chính là tình yêu có lẽ không bao giờ là đủ. Chỉ khi một thế giới công nhận tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể cứu nó khỏi sự hủy diệt, thì nó mới có thể tồn tại. Một khi người dân trên hành tinh vẫn cứ lấy yêu thương làm luật lệ cho nền văn minh của mình, thì nền văn minh ấy vẫn tiềm ẩn nguy cơ từ hủy diệt vì còn những hiểu lầm và sự cạnh tranh. Việc đó đang xảy ra trong thế giới của mình. Đó là lý do tại sao sự mệnh của các cầu rất quan trọng. Trên thực tế, trong những thời điểm quan trọng này, không có bất kỳ một công việc nào quan trọng hơn là việc góp sức cứu lấy nhân loại.